Thưa quý khán giả, ngày 23 tháng 5 năm 2021, nước ta sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Với tầm quan trọng to lớn như vậy, cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, xin được chuyển đến quý vị nội dung về nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hỏi: việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào? Trả lời: theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: nguyên tắc bầu cử phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc bầu cử trực tiếp, nguyên tắc bỏ phiếu kín. Hỏi: thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử? Trả lời: nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật, trừ những người bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự. Nguyên tắc này thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình. Hỏi: thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? Trả lời: bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác nhận kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thể hiện như sau: mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú. Mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở một đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc một đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc một đơn vị hành chính ở cấp tương ứng. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và một phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân ở mỗi cấp. Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau mà không có sự phân biệt. Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, số lượng đại biểu được bầu ở từng địa phương, bảo đảm tính đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ có tỷ lệ đại diện hợp lý trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Thưa quý vị, chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Trong chương trình kỳ sau, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị nội dung về nguyên tắc bầu cử trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kín. Mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.